trang phục quá đẹp đi. Stylist là công việc hiện tại bây giờ, thì em có phải là người thiết kế cho bộ trang phục thi đấu của em ngày hôm nay không? Dạ, bộ trang phục của em là nhờ chị Dung Rita, cũng là người thiết kế cho toàn bộ tất cả các nghệ sĩ ở đây. Tuyệt vời. Chị ấy hiểu rõ từng nghệ sĩ, hiểu rõ tính cách của người ta để đưa ra được cái định hướng. Ngày hôm nay thì em yêu cầu gì với cả stylist thiết kế? Đầu tiên là phải nói tới cái chữ Diệp Linh Châu đằng sau cái áo của em. Mẹ em là Diệp Linh, xong mẹ em là người thiết kế cái chữ này và để nó thành Diệp Linh ở trên và chữ Châu ở dưới, là có mẹ rồi mới có con. Thiết kế và đầy ý nghĩa đúng không? Em có để ý tới bộ trang phục của mình không Thảo Nhi? Bộ trang phục này cũng là Dung thiết kế riêng cho em, là em cũng lên ý tưởng cái bộ này. Và sau lưng em là một con mèo. Con mèo là tuổi của em, nên là em lấy con mèo cũng là sự may mắn. Và mạng của em là mạng hỏa nên là hợp với màu đỏ, nên khi em nói Dung thiết kế là đầu mèo lửa để cho máu trong cuộc thi. Máu trong cuộc thi này. Và hai người này đã giành giải trang phục đẹp nhất của buổi tối ngày hôm nay rồi. Em nghe rất là nhiều bạn nói về Diệp Linh Châu. Nói Diệp Linh Châu mà mỗi lần mà đánh là rất là hăng, rất là sung đúng không? Dạ, em có thể nói cho mọi người biết rằng chị Châu khỏe như một con trâu luôn ạ. Bằng chứng là Thùy Anh đã bị Diệp Linh Châu đánh cho chảy hai hàng nước mũi rồi ạ. Em đã có từng một lần sparring với chị Châu và do không để ý đang cười thì em bị ăn một cú jab vào mặt. Và em chảy hai dòng nước mũi. Thực sự cái lúc đấy là em không biết phải làm thế nào luôn. Mà bây giờ em vẫn nhớ mãi cái cú đó của chị Châu ạ. Mà em thấy hơi lo cho chị Thảo Nhi nè. Tại em thấy chị Thảo Nhi xuất hiện trên truyền hình là một người rất là nhẹ nhàng, rất là nữ tính, rất là điềm đạm. Thì không biết hôm nay trên sàn đấu này thì chị sẽ như thế nào đây? Anh nghĩ ngược lại đấy. Tại vì càng những người mà trông nó càng bình tĩnh, càng nhẹ nhàng, có khi mà họ nổi điên lên thì họ còn ghê gớm hơn ấy. Để ý xem một bên đang là màu đỏ này, một bên đang là màu xanh. Có vẻ như đây là lửa và nước chuẩn bị đối đầu với nhau. Hợp lý, hợp lý. Anh Khánh ơi, thiệt ra là Diệp Linh Châu chỉ có mạnh tay với những đối thủ mạnh như Thùy Anh thôi. Còn với em á, từng có một kỷ niệm với bạn Diệp Linh Châu. Đấy là một buổi trải nghiệm với thầy duy nhất á, để thực chiến á. Khi bạn thấy người khác đấm em quá mạnh rồi thì bạn có nói là thôi rồi, chị lên đây, chị đánh em đi, em cho chị đánh em đó và đứng yên cho em đánh thôi. Thì đấy là một người em cũng rất là cá tính trong lớp và dễ thương với em, cho nên em không có kể xấu. Cho nên ngày hôm nay có yếu tố là em sẽ cổ vũ cho Diệp Linh Châu ngày hôm nay bởi vì sự dễ thương của bạn đối với em. Thế có nghĩa là Thùy Anh sẽ cổ vũ cho Thảo Nhi chắc chắn rồi đúng không? Thực ra tại vì cả hai đều là học trò của thầy duy nhất, vậy nên mà em nghĩ rằng trước hiệp đấu đầu tiên thì em sẽ đứng ở phe trung lập để em xem rằng hai người thể hiện như thế nào. Và em mong rằng là hiệp 1 hai người hãy cháy thật là hết mình. Yeah. Hôm nay hình như là em lên võ đài em rất vui hay sao đúng không? Các cô gái đều thế cả, thưa quý vị ạ. Lên tới võ đài như kiểu là đã được chờ đợi lâu lắm rồi mới được lên võ đài để thi đấu. Nên là ai lên đây cũng cười rất là tươi, cười rất là vui vẻ. Và bây giờ cô gái đầy cá tính này đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Hôm nay sẽ là một hình ảnh rất là mới của Diệp Linh Châu. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường Diệp Linh Châu tới với võ đài của nhà vô địch. Trên thế giới này có hai kiểu người đam mê thời trang. Một là tự thiết kế cho mình những trang phục hợp gu. Hai là mua sắm từ những món đồ có sẵn. Và tôi tin chắc rằng bạn là người ở nhóm người thứ hai. Còn với tôi, thời trang không chỉ đơn thuần là mặc chiếc áo hay chiếc váy lên người. Đằng sau nó còn có cả một niềm đam mê đầy sáng tạo. Với thế giới này, tôi chỉ đơn thuần là cô gái bé nhỏ mới chạm vào đam mê may mặc. Và càng là hạt cát nhỏ trong sa mạc của thời trang.
Sao? Xã đọc chưa? Em biết đó là cái cảm xúc của em. Trong cảm xúc thì nó có cả lo lắng, sợ hãi và cả tức giận. Em cần phải chậm lại một xíu. Chậm lại giống như là mình đánh đòn số 1 vậy đó. Tập đòn số 1 xong, mình mới qua số 2, số 3, số 4. Hiểu không? Nè, cố gắng lên. Lên. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi luôn dành cho mình một khoảng thời gian rèn thể chất, dưỡng tinh thần. Vì có sức khỏe sẽ đánh bật dịch bệnh đang hoành hành. Vì vậy, tôi luôn cố gắng, chăm chỉ và chinh phục bản thân mình nhiều hơn nữa, để đến một ngày nào đó tôi có thể thỏa niềm đam mê và tự tin thật sự. Tôi tập luyện boxing như rèn luyện cơ bắp não. Những trận boxing mà Thảo Nhi cũng biết rồi, các trận của nữ từng bừng lắm. Em có coi tất cả các trận nữ trong The Champion, thấy các bạn lên là chiến hết mình còn hơn nam nữa đó. Bình thường em tập Muay Thái cùng với bên Duy Nhất á. Với boxing á thì đây cũng là lần đầu tiên và coi như là em cũng tập lại từ đầu. Mọi thứ nó lúc đầu nó cũng khó khăn với em lắm, nhưng mà cố gắng vượt qua cái ngưỡng đó thì em đã làm được. Mà ngày hôm nay gặp Châu á cũng một đối thủ rất là lì và gan đúng không? Và rất là dũng mãnh thì lúc đầu ấy em cũng hơi sợ tí thôi, nhưng mà đã chơi là phải chơi tới, lên là hết mình. Rồi em dẫn chương trình hàng ngày, em đã có người dẫn thế của em chưa? Dạ có, sẵn sàng ông xã của em. MC Thiên Vũ ạ. Thiên Vũ chắc là không muốn đóng thế một chút nào đâu, muốn vợ mình trở về nhà lành lặn. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chặng đường mà MC Thảo Nhi tới với cuộc tranh tài The Champion hôm nay. Nhà vô địch thì Thảo Nhi rất hứng khởi bởi đây là một chương trình hoàn toàn mới và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đặc biệt là dành cho các anh chị em nghệ sĩ nữa. Đúng rồi. Thủ liền. Khi đánh một tay đánh, chị Nhi nhớ thủ một tay lên. Okay. Tránh trường hợp mình đánh hai tay mình rớt xuống như thế này, sẽ rất là dễ nguy hiểm cho khuôn mặt của mình. Úp. Một tay đánh tay thủ. Đúng rồi, thẳng tay một chút xíu nữa. Tốt. Thì chị Nhi rất là mạnh về bên Muay Thái. Sở trường của chị Nhi thường là đánh gối chỏ nhiều, cho nên là mình sẽ cố gắng huấn luyện cũng như là tập trung vô tập đôi tay của chị Nhi nhiều một chút xíu, để chị Nhi sẽ thực hiện tốt cái kỹ thuật boxing để cống hiến một trận đấu hay cho tất cả mọi người cùng xem và thưởng thức. Nhanh lên đâu. Nhanh. Nữa. Không có đánh chỏ. Ok. Nhớ nào. Đủ tay lên. Không đánh chỏ, mình là boxing, no. 1, 2. Ok, đỡ hơn rồi đó. Thảo Nhi chơi Muay Thái đã được 3 năm rồi. Và rõ ràng á, đây là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Nên khi mà bước vào chuẩn bị tập boxing á, thì coi như là tập lại từ đầu. Nhi phải kìm lại, coi như là chỏ với chân. Tại vì bình thường là tập chỏ với chân luôn quen rồi, nhưng mà kỳ này là coi như là chỉ có đánh tay không thôi. Thì phải biết kìm lại những cái thế kia để mà cho phù hợp với lại cái bộ môn này. Ép lên, xoay cái hông qua, xoay hông. Lắc cái vai lên, lắc. Đúng rồi. Đó, thì khi chị thực hiện cái đòn như vậy thì cái lực của chị nó mới phát huy tối đa. Ok, thực hiện lại cho em coi. Tiếp tục, tăng tốc lên 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cái lúc nào á, là chị cảm thấy mình mệt nhất? Đánh đòn 3-4. Chị thì... Tại vì cái đòn 3-4 là chị ra cái đòn 4 là hết lực luôn. Nhưng mà nếu như chị thực hiện liên tục như vậy hoài á, mà mình không trúng được đối phương á, thì mình sẽ mất rất là nhiều lực. Cho nên tất cả những cái đòn đánh khi mình thực hiện lúc nào mình cũng phải chắc chiêu, và mình phải biết sử dụng lúc nào mạnh, lúc nào nhẹ.
Lúc đầu Nhi nghĩ là dùng tay không á thì nó cũng đỡ mệt hơn là dùng Muay Thái, nhưng mà không phải như vậy, thể lực đòi hỏi là còn kinh khủng hơn Muay Thái nữa. Phải nói là phải di chuyển rất là nhiều và đặc biệt á là phải ra đòn nhanh, và để kéo thể lực lên trong vòng 1-2 tháng nó càng khó nữa. Nên là Nhi dành 1 tuần 6 ngày để tập thể lực và những cái thế di chuyển cũng như là những kỹ thuật trong boxing. Nhi thích sự mạnh mẽ nè, thích chinh phục nè, và điều đặc biệt nữa là thích cái cảm giác mà lên sàn để đấu với một người khác. Châu là một đối thủ cũng rất là đáng gờm nha, bởi vì cái lực ra đòn của Châu á, theo Nhi biết á, là cũng rất là mạnh và thể lực cũng rất là tốt, nhưng đai á, thì chỉ có một. Nhi hy vọng là dù thắng dù thua thì đó cũng là một cái thành công trong sự nghiệp của mình dành cho Nhi và Châu. Thường Seven, em chờ đợi điều gì ở cặp đấu này? Thực sự là em thán phục các bạn nữ khi mà nhận lời tham chương trình này. Bởi vì thấy cái quá trình mà các bạn ấy tập luyện cho đến ngày thi đấu ấy, nó là cả một sự nỗ lực, và các bạn ý chịu hy sinh vẻ đẹp bên ngoài của mình, không sợ xấu để cho khán giả xem. Điều thứ hai là trong cái quá trình mà tập luyện ấy, chính ngay bản thân những người nam như bọn em, là bọn em nhìn những người nữ tập là bọn em cũng phải tự cố gắng. Tại vì nhiều lúc các bạn nữ tập còn trăm hơn cả nam. Em có theo dõi Thùy Anh và Diệp Linh Châu, thực sự là không phải là mọi người tự nhiên mọi người nói là hai người này mạnh, mà buổi nào mà livestream của Nguyễn Trần Duy Nhất em xem mà đều có hai bạn này đứng đang tập rất nhiệt tình luôn. Thế nên lại học sinh kiểu chuyên cần ấy. Học sinh ngoan của thầy Duy Nhất. Chính xác, và xin gửi lời đến Diệp Linh Châu, tại vì Châu lần trước là stylist cái áo mà màu xanh là Châu cũng chuẩn bị cho em. Hai em ở trên khấu sẽ có một trận đấu thật là hay và mãn nhãn cho khán giả. Và ở đây là em không nghiêng về ai cả. Thực sự là khi mà mình xem boxing ấy, là trận đầu tiên và trận thứ hai mình mới cảm nhận được một chút thôi. Chứ còn nhìn vẻ bề ngoài và nhìn các cái chiều cao cân nặng các bạn thì mình chưa thể đánh giá được nhiều. Em rất là mong chờ vào hiệp đầu tiên để em xem cái thể lực của hai bạn như nào. Các bình luận viên chuyên nghiệp thấy thế nào về cặp đấu diễn ra ngày hôm nay? Thảo Nhi ơi, em đi đâu vậy Thảo Nhi? Anh không biết là tại sao khi mà chương trình mời anh đến đây, anh ngồi đây anh nhận cái danh sách là có Thảo Nhi đánh, anh nói trời ơi cái gì vậy. Khi mà anh biết Nhi người đồng nghiệp rất lâu rồi, thậm chí là anh thấy trong nhiều chương trình Nhi tham gia và Nhi còn là mentor, và Nhi khi mà muốn la thí sinh đó mà Nhi la mà người ta không có cảm giác là Nhi la luôn. Có nghĩa là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rất hiền lành. Và ông xã của Nhi cũng là bạn của Viễn, cũng chơi thể thao, cũng là anh em với nhau mọi thứ. Mà bây giờ Nhi đứng lên đây Nhi đánh, mà anh biết là đối thủ của Nhi lại là Châu. Thì Châu cũng là một người em, mà Châu thì có cái tố chất, cái cách của Châu rất là mạnh mẽ. Mỗi lần tiếp xúc với cô gái này là cũng rất là mạnh. Ngày hôm nay thật sự mà nói thì nếu mà có cái sự ưu ái, tình cảm, có lẽ là anh xin lỗi Châu, anh sẽ dành nó cho Nhi nhiều hơn, anh sẽ ủng hộ cho Nhi mạnh hơn. Chắc lần này chắc em không nói được không anh? Tại vì cả hai người ở trên kia thì thực sự là quá là quen biết rồi. Thì Châu cũng đã trải qua một khoảng thời gian tập luyện cùng team Duy Nhất, em cũng là thành viên ở trong đó. Còn ông xã của Thảo Nhi lại là đồng đội của Hiền ở trong đội bóng của mình nữa. Hiền á mà sợ lắm anh biết sao không? Tại vì nếu như nói á là không bắt em á là ông xã em sẽ không chuyền banh cho làm bàn. Anh biết trong đá bóng việc đấy quan trọng lắm. Và điều đấy nó cũng nói lên rất nhiều điều về năng lực của Hà Hiền ở trên sân bóng đấy em ạ. Anh Mai Thanh Ba nghĩ nào về cặp đôi này? Ngày hôm nay chúng ta lại được xem một trận tưng bừng nữa đúng không anh? Hy vọng là đôi nữ này sẽ cống hiến như các trận của các bạn nữ trong chương trình trước đây. Chúng ta hãy có một trận đấu hết sức, hết mình. Chị nha. Diệp Linh Châu nói rằng là thôi chị cứ yên tâm, nhưng mà nói thật là đặc biệt là các trận nữ mà những cái gì mà nói trước trận không có nhiều ý nghĩa lắm đâu. Khi nào mà trận đấu diễn ra mình mới biết được thực sự nó như thế nào. Ngày hôm nay có thầy Duy Nhất lên là nghe thầy nói xem như nào. Xin mời thầy Duy Nhất. Duy Nhất, cảm xúc của em như nào khi mà em được huấn luyện quá nhiều người đẹp như này ạ? Từ những người đẹp như vậy thì mình gửi đến tất cả mọi người
Đó, các bạn nữ đẹp như vậy mà các bạn nữ vẫn chọn boxing, vẫn chọn võ là một cái môn thể dục thể thao hàng ngày để rèn luyện cho sức khỏe, thì những người đẹp ở ngoài kia đang xem chương trình không ngại gì đi tập liền. Châu đã có một cái sự cố gắng cũng như là cái sự nỗ lực. Mặc dù là cái tính cách của Châu á, thực sự là lúc này lúc nọ thay đổi nhiều lắm mà em cũng rất là khó kiểm soát Châu đó. Nhưng mà mong rằng trong cái trận đấu ngày hôm nay thì Châu phải cố gắng kiểm soát bản thân mình để mình hoàn thành một cái trận đấu thật là tốt. Và còn đối với chị Thảo Nhi, trước đó là chị Thảo Nhi đã tập Muay Thái cùng với em trai của em là Nguyễn Trần Tự Do. Đó, cho nên là Tự Do là một người rất hiểu về chị Thảo Nhi, nên là trong cái trận đấu này thì em sẽ muốn Tự Do sẽ săn sóc cho chị Thảo Nhi để có thể truyền đạt được cũng những cái kinh nghiệm mà Do nắm rất rõ về chị Thảo Nhi. Và trong cái trận đấu này em mong rằng chị Thảo Nhi và Diệp Linh Châu sẽ cống hiến cho tất cả mọi người ở đây cũng như là tất cả khán giả một trận đấu đúng với chất nữ của The Champion. Xin cảm ơn tất cả. Và bây giờ trọng tài chính bước lên võ đài, hai võ sĩ trở lại góc võ đài của mình để hiệp 1 chuẩn bị bắt đầu.